Tôi về tôi quậy, tôi quậy mấy đứa con tôi. Gì hả? Tại vì nó làm nghịch ý tôi đâu có để yên cho nó. Tôi về, tôi quậy, tôi nói, tôi cho nó nói chuyện với trong cái giấc mơ với nó, nói với cái thằng thứ hai đó. Mà nó nói, nó cũng không tin. Nó nói ông chết rồi là hết rồi. Dạ, Long Mỹ TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Trở lại cái khu nghỉ địa tại Lò Thiêu này, mời bác ha. Hôm qua Long giúp được một cô gái làm đẹp, bơm nhú, bơm ngực, bơm gì tùm lum, bơm tà lơ á. Cô chết thấy tội nghiệp lắm, giúp về chùa tu rồi. Thì sau giúp rồi Long quay là thấy một con quỷ nó đỏ chét vậy á, đó như là quỷ đó mà bắt mấy người. Nó chào cái nó mất tiêu. Lâm đã đi mua đồ cúng rồi, giờ Lâm trở lại hay tiếp tục mình tìm nó coi có mình giúp đỡ họ nha. Bây giờ không nói nhiều mất thời gian mà bắt quá. Tiến hành thẳng đi kiếm coi gặp không mà kha. Chắc cái đàn đối khác lắm này. Đây 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 đây. Đây nè, chỗ này cái kia. Đó. Ông Bảo ơi, kìa ông Bảo ơi. Thấy liền thấy chưa? Ơ. Chào. Ơi. Thấy mày đó lượm lét à? À, mắt lại hả? Ôi ôi. Chắc chị qua thấy mình cúng rồi, thấy đồ ăn ngon quá thèm không mà bác ơi, cần giúp đỡ gì sao á. Đây đây. Mà này cũng vui ha. Đây. Cái máy đây đây. Mình nói chuyện chơi coi. Có chuyện nói chuyện mình không? Chào nha. Hay giữ hay hiền đây? Hả? Quỷ giữ hay quỷ hiền? Quỷ đói. Quỷ đói hả? À? Ý, chiều qua ông đứng đây tôi chào ông dợm gì thấy đồ ăn ngon quá dợm hay gì? Hay sao vậy? Ông làm gì cúng đói bụng quá tính ra. Dạ hả? Xin ăn miếng. Vậy hả? Ông không kêu tôi, rồi tôi đứng hoài, ông kêu. Đâu có, đồ cúng đó của cái dòng kia nó hưởng rồi, đâu còn đâu ông ăn. Nay tôi biết ông thấy nè, thấy qua mới mua đồ ăn cũng có đem lại kìa. Đồ đổi. Đổi hả? Ờ. Mò cái màu tôi trước. Vậy hả? Ờ. Này luôn hả? Ờ. Ồ. Ôi, ông lợi ngay cái màu tôi không cúng mà không kêu tôi ăn. Ồ, vậy hả? Giờ tôi cúng cho dùng ha, tôi lấy đồ cúng cho ông ha. Vậy ăn không? Ăn chứ. Vừa ăn vừa kể luôn nghe coi ha. Rồi. Vậy ha. Thì tôi lấy coi, ngồi đứng im ở đây. Trời ơi. Chờ xíu quỷ ơi, tới liền, tới liền. Ồ, quỷ ra là con quỷ này, đói không mà bác ơi. Chết lâu chưa mà đói vậy? Hả? Chết lâu rồi hả? Chết lâu rồi đói lắm hả? À, đi hả? Không được đi đầu thai, đi chuyển kiếp gì trơn. Nè, 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 néo mà mơ này, tôi cúng cái chỗ đứng nữa coi. Né hả? Ừ. Ừ đó, trời ơi. Tôi quỷ ma không làm tôi người ta, ông kêu tôi né qua nó lại không người né đi. Đi đâu thấy cái chân đâu? Quỷ mà. Sao thấy chân đâu mà. Hey, hey, hey. Có cơm này coi này, nhìn này nha. Hấp dẫn lắm rồi nha. Né hàng trước đi. Này bánh nè. Rồi, cơm đây 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 đây. Chào, ăn cho nó rồi giúp cho ha. Hả? Thôi đưa đây ăn luôn cho. Phản từ từ. Chưa đốt thắp hương gì chứ, phải làm nó đúng thủ tục hoàng mới ăn được chứ ông. Ừ. Đốt hương. Đúng rồi, đúng tiếng nào kêu đúng trong hồn mới ăn chứ. Kêu ông tới vậy. Tới vậy chết nhiêu tuổi à? Chết 20 năm nay rồi. Dạ. Yeah. Ngon không? Dẫn kìa. Còn lưu. Lưu. Cái lưu sống nhờ mà lưu ta tròn lắm mà. Lưu. Lưu hả? Họ lưu. Lưu hả? Lưu dân lưu. Vậy hả? Cái dân dẫn gì
Hồi gì lão? 60 tuổi rồi. Vậy hả? Ai đây? Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư nhỏ xíu xíu. Chuyên gia để giúp đỡ dùng linh lang thang đối khổ. Có nỗi khổ gì đó, chích hoàng, chích tức, chích tối gì đó. Không ai tỏ bài được, tôi đi giúp họ. Lúc trước à... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phúc Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương nhân gia chủ thổ thần thủ địa các vị thần ở đây. Đặc biệt cái dòng chú hả? Nha, dòng đây nó. Rồi, dòng mi kể tôi nghe coi. Ra ngoài đi luôn cái ăn được không có ngồi được cái mất cỡ kỳ đúng ha. Tự nhiên à, cái rình cái bữa nay có ăn luôn hay thiệt. Lạnh lẽo quá trời. Thấy cái con nhỏ kia ngày hôm qua nó ăn mà chả thấy nước miếng. Ra xin một miếng ăn chưa kịp gì trơn, ông này cũng đi về tiêu ở đây đợi hoài. Ngon quá. Bình. Bình còn sống. Chết. Cũng mang theo luôn. Ngon thiệt à.
Xin chào ông nha. Cơm ngon không? Ngon. Tôi hỏi ông cái. Hỏi gì? Qua ngày hôm trước đó. Tôi thấy ông cúng cho ai cái dòng đó rồi. Cho cái dòng nữ. Rồi ông ở đâu rồi? Đưa họ đi về chùa tu tập sớm rồi thay chứng kiến thành người rồi. Ui. Ông làm được luôn hả? Pháp sư mà. Vậy ông giúp tôi giống như cái dòng đó thôi. Được. Mà tôi biết làm sao mà ông chết rồi. Sao mỗi nhà người thân cúng kiến gì ra đây chạy có nỗi tình oan ức gì không nói nghe. Tôi chết là 20 năm rồi. Tôi ở đây 20 năm rồi đó. Mà cứ làm ma làm quỷ hoài vậy đó. Không có đi đầu thai gì được. Còn con cái thì nó cũng thờ cúng ở nhà. Nó cũng ra đây nữa, nó cúng nữa. Nhưng mà ngặt cái á, thời gian trước á, cách đây 3 năm tôi không ở đây. Tôi mất đi về nhà, tôi quậy nhà tôi, quậy trong bà con thân thuộc của tôi. Ủa sao quậy kia? Lúc tôi còn sống á, tôi không có chịu nằm ở đây. Tôi trằn trâu lại con cháu nằm ở sau hè nhà. Nhà tôi cũng ở gần đây nè ông ơi. Gì hả? Nhà tôi ở bên bên kia kìa. Bên kia bên cái xóm làm bò bên kia kìa. Bên tà ngáo bên đó. Nhà cửa cũng khá giả lắm. Đâu có nghèo khổ gì. Mà ý của tôi muốn chết đi là phải nằm ở sau hè cả nhà. Con cái nó không chịu. Một hai nó mua đất ở đây, nó chôn ở đây. Rồi nó mướn thầy, mướn bà gì đó ông ơi. Coi phong thủy, phong thần gì đó. Rồi lúc đó, chết đó phải không? Thì lúc mà nó chôn tôi đó, nó mã tôi đó. Sao nữa? Rồi sao mà không chết đi? Tôi hả? Tôi bị bệnh lao, bệnh phổi. Do tôi hồi đó tôi nuôi bò nhiều lắm. Rồi tôi dầm xương giải nắng thức khuya dậy sớm. Chăn bò đó rồi nó bị nhiễm nhiễm xương, nhiễm gió đó. Rồi nó bị bệnh phổi. Lớn tuổi rồi tự nó giống như không có trị được. Thì chết. Tôi giống như ung thư vậy đó. Do tôi sống cái người dân tộc mà. Hút thuốc nhiều lắm. Hút thuốc hả? Hút thuốc, uống rượu. Uống rượu với người dân tộc không hả? Uống rượu không uống bia ha. Uống chén vậy đó. Rồi. Rồi cơ thể nó chịu không nổi với rồi bị bệnh nữa rồi 60 tuổi ngẫm rồi. Vậy đó. Mà chết là thành cái vong hồn chưa có yên nữa. Con cái không nghe lời. Chứ không nghe lời. Tôi trăn trối lại là phải để chôn cất tôi ở sau nhà. Nó không chịu. Một hai nó nói không nên chôn cha mẹ ở sau nhà, không có đúng phong thủy. Nó nói đi mua đất. Mua đất vô đây nó chôn đây nè. Cũng không có đúng phong thủy luôn. Tại ý của tôi thì ở sau nhà. Có gì mình vô nhà mình ăn cơm bằng nó cúng kiến mình vô nó cũng gần. Thôi máy rồi ha. Sao không gần nhà. Thôi, bây giờ còn sống không? Bà tôi bà cũng chết rồi. Bây giờ còn ba đứa con nó thờ cúng ở nhà đó. Nó hương quả ở nhà, bây giờ ở nhà bà ngáo. Buồn quá ông ơi. Lúc sống đã vất vả rồi mà tới hồi chết đăng trấu là con nó không nghe lời. Rồi nãy tôi nói ông đó, mấy tháng trước tôi đi 3 năm về trước á. Tôi không có ở đây, tôi về tôi quậy mấy đứa con tôi. Gì hả? Tại vì nó làm nghịch ý tôi đâu có để yên cho nó. Tôi về tôi quậy, tôi nói
tôi cho nó nói chuyện với trong cái giấc mơ với nó, nói với cái thằng thứ hai đó. Mà nó nói, nó cũng không tin, nó nói ông chết rồi là hết rồi. Còn cái gì nữa đâu mà ông ở chỗ chôn, ông chỗ nào cũng là gì, cũng chôn mà. Ông đội hỏi gì hoài gì nói vậy đó hả? Rồi ông rồi tôi chưa chịu nữa, tôi mới lợi nhỏ thứ ba. Tôi cũng nói vậy, nói anh hai mày nó không có chịu nghe. Bây giờ ý của ba là muốn bây giờ mình lấy cốt tao về. Lấy cốt tao về đem về sau hè cho ông đất rộng thênh thang đó, để làm gì? Đó rồi đó, bây giờ cái nhỏ thứ ba nó mới nghe lời. Nó mới mướn mấy bên lấy cốt đó, nó đập cái mã tôi banh chành chân đó. Lấy cốt về rồi đúng không? Lấy cốt về rồi. Vậy là bây giờ là lấy về được rồi, tại sao không đi theo về nhà luôn đi cho con cháu nó thờ cúng lại ở đây nữa? Lấy về nhà rồi, cái thằng thứ hai nó không có rớ vô. Nhưng mà nó đứng ở ngoài, nó đi coi thầy phong thủy nữa. Trời ơi, nó di chuyển vậy? Nó coi thầy phong thủy mà nó quay cái hướng đầu của tôi nó trật nữa. Rồi nó là nó quay cái hướng đầu của tôi đúng như về cái vị trí của nó là nó làm ăn được. Tự nhiên cái nó làm ăn nó giàu lên. Nhưng mà nó kỵ cho tôi vậy nè ông. Kỵ sao? Nó kỵ cho tôi là tôi không có đi đầu thai được. Đó. Bởi vì 20 năm nay đó là mới cách đây 3 năm về trước thì nó đem về thì nó cũng đào lỗ nó chôn, nhưng mà nó quay cái hướng đầu á. Là hợp với cái thằng con thứ hai. Nhưng mà nó kỵ cho cái linh hồn của tôi. Là không có đúng hướng phong thủy, là không có đi đầu thai được. Bởi vì ông gặp tôi còn ở đây nè. Đúng rồi, cái đó quan trọng lắm á. Khi mà chết thì cũng phải quay đầu rồi coi mã mồ sao, chứ làm không đúng là coi như là không có siêu thoát được. Hiền chi là ông nay mấy chục năm rồi? 20 năm rồi. Hiền chi không siêu thoát được, cứ lang thang ở đây là đúng rồi. Rồi con cái nó cúng ở nhà không về được nữa chứ không phải là không đâu. Bây giờ ở sau hè nhà tôi đó. Và có cái mã của tôi nữa. Cái hài cốt tôi nằm ở đó đó. Đúng rồi, nó đem hàng xây mẫu mới phải không? Nhưng mà tôi ở đó càng ngày là tôi không có đi đầu thai, không có đi chỉ kiếp được. Tại nó mà ở bên phong thủy gia, triết học gia gì đó. Có mấy cái ông mà đứng lớn đó nói ông thua rồi, ông nằm cái hướng này con ông thì càng ngày nó càng giàu, mà ông là không có đi đầu thai, là không có đi đầu thai gì được trơn á. Ai cũng cúng cho ông cũng ăn cũng không được nữa. Không biết tôi không hiểu sao kỳ với ông. Thì làm sai rồi không đi được chứ sao. Bây giờ nay gặp tôi rồi có duyên lành là tôi giúp ông về ngôi chùa ông tu luôn. Bởi vì khỏi cần phải nhờ chuyển kiếp đầu thai nữa, tôi giúp ông thẳng nó đi luôn à. Bởi vì tôi mới trở lại cái này nè, trở lại cái mộ của tôi nè. Cái chỗ này dù sao thì nó cũng là cái chỗ nằm đầu tiên đó. Thì tôi tới đây là tôi mới thấy ông cúng kiến ai ngày hôm trước đó. Tôi cũng muốn được cúng kiến vậy đó. Hàng ngày ta đi có cúng cho mình được ấm no, ông chịu không? Chịu. Rồi sau đó tu tập được siêu thoát luôn, không cần phải ở đây dứt dở mà mang cái nỗi khổ mà mấy hôm nay như vậy nữa. Vì là ông giúp cho tôi không hay hơn mấy ông thầy phong thủy kia nữa hả? Tôi pháp sư mà tôi học. Thầy tôi ở trên, thầy tôi là tiên sư ở trên núi cấm đó. Tiên sư hả? Bây giờ tôi mới biết được cái thật, tôi mới gặp ông tôi mới giúp được chứ ông đi ngang tới luôn không tin. Tôi xíu có ai mà đi ngang đây đó không, tôi nói chuyện người ta bảo đảm người ta không thấy ông á. Để coi thử có ai đi ngang không, không có ai hết trơn đó. Cho nên bây giờ ông muốn được siêu thoát đầu thai á, về đưa ông về ngôi chùa Vong Linh, hàng ngày ta cúng bánh trái cơm được ấm no, đúng không? Rồi sau rồi nghe kinh kệ nghe Phật nó mau được siêu thoát, nó như vậy là mới được siêu thoát thôi, chứ nếu mà ông ở đây là không bao giờ siêu thoát được, đúng không? Giờ có đi không? Đi tôi giúp đi nè. Đi chứ. Có đôi gì muốn nói nữa nói đi. Bây giờ tôi không còn chỗ để ở rồi. Ở đây thì lấy hài cốt rồi, chỉ còn cái linh hồn thôi. Mà về nhà thì không được. Ở đó hoài không được siêu thoát đúng không? Mà tôi phải đi thôi.
Vậy tôi giúp ông về đó tu ha. Rồi, nếu mà pháp sư giúp thì tôi cảm ơn nhiều lắm, tôi đi à, theo ông. Tôi có chỗ mà tu đi rồi mau siêu thoát ông ơi, đời sau biết đâu mình được vào sao phú quý nó khỏe hơn, nói chung là thoát khỏi kiếp quỷ đi 20 năm rồi. Đời sau hy vọng là thành người tốt hơn. May mắn hơn, được con cái nó lo hơn và mình khỏi cái bệnh nan y như vậy ha. Bây giờ thì đi thì chú niệm con 6 chữ nó. Rồi, tôi cảm ơn ông pháp sư nghe không? Sư. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đi. Rồi đó ông bà bác ơi. Ông cũng đã giúp được một cái chú gì cái chết đó là ông bà có bác ơi. Chết phong thủy thầy coi không đúng. Nhà cửa mộ đây, ông nói mộ ông đập đây nè, phải không? Đây nè, cho ông bà bác coi mộ nè. Thánh thần ơi, đây. Ôi, đập nát hết trơn. Vậy là cho nên này để làm mà nói thêm cho cả nhà nghe. Cho nên chúng ta hãy trước khi mà gia đình chúng ta mất á, nhà mình hãy coi cho kỹ nha. Coi hồng thủy rồi mình chôn ngày nào, chôn cái ngày nó tốt rồi, chôn hướng nào rồi làm thế nào để cho người đó người ta được mau siêu thoát nha. Rồi chúng ta hãy sống, chúng ta hãy mình giữ giới, ăn chay làm lành rồi mình mới có được cái duyên, cái phước, cái đức mình bù lại cha mẹ mình mới được siêu thoát được mà ba. Người ta gọi là giữ giới, sau khi chết giữ giới cả trăm ngày ăn chay là coi như gia đình của mình, người thân mình chết nó mau được siêu thoát lắm. Đặc biệt là ông bà bác hãy coi cái dòng này kể, mày nhớ là coi kỹ lại cái chôn phong thủy nha. Không biết thì hỏi người ta chứ chôn bậy bạ khổ lắm nha ông bác ha. Rồi, video làm kết thúc tại đây. Hẹn bà bác những video tiếp theo. Chào tạm biệt bác nha.